Chủ trì và phát biểu tại cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 12 của Chính phủ sửa đổi bổ sung quy định về giá đất và những vướng mắc khó khăn trong việc xác định giá đất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Văn Minh chỉ đạo khẩn trương thành lập tổ công tác liên ngành các cấp để xác định giá đất, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát củng cố nhân sự, giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thực hiện các nhiệm vụ. Các sở ngành địa phương phối hợp thành lập hội đồng thẩm định giá đất cụ thể theo hình thức hội đồng hoạt động thường xuyên hoặc hội đồng hoạt động theo vụ việc, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đồng thời giải quyết sớm các hồ sơ đơn vị tư vấn đã bàn giao kết quả định giá trình hội đồng thẩm định giá đất tổ chức thẩm định. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, thời gian qua Sở đã thực hiện nhiệm vụ tổ chức xác định giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật hiện hành. Trên cơ sở những điểm mới của Nghị định số 12, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chỉ đạo giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành có liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể về một số tiêu chí nhằm áp dụng thống nhất trong phương pháp rút thẳng dư theo thể thức văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng bằng quy trình rút gọn.